trong cái concept của tuần Nhật là nó qua bên đây, nó mướn người, nó đi làm make up, và sau đó nó đi ra ngoài beach, nó chụp hình, rồi nó sẵn sàng nó trả $600 để làm cái business này. Cái người make up là lấy tới mấy trăm đồng, thử người make up phải cầm cái dù thì che nắng để cho nó chụp hình.